Những tháng qua, Trung Quốc đã ngang nhiên đưa các loại tàu xâm phạm khu vực bãi Tư Chính là vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. Việt Nam đã giao thiệp và phản đối hành động vi phạm này thông qua tất cả các kênh đối ngoại, kể cả tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao. Dư luận thế giới cũng kịch liệt phê phán hành động xâm phạm nguy hiểm của Trung Quốc. Trung Quốc đã liên tục xuyên tạc rằng bãi Tư Chính là một phần của quần đảo Nam Sa và vùng biển liên quan thuộc chủ quyền của nước này. Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền đối với khu vực bãi Tư Chính xuất phát từ yêu sách phi lý về cái gọi là quyền lịch sử ở Biển Đông theo đường chín đoạn, cùng với yêu sách chủ quyền phi lý đối với toàn bộ quần đảo Trường Sa. Tuy nhiên, phía Trung Quốc lại không nêu ra được căn cứ pháp lý của đường chín đoạn là gì, dựa trên cơ sở nào. Từ bản đồ đường chín đoạn nêu trên, Trung Quốc đã đòi hỏi quyền lịch sử đối với 80-90% diện tích Biển Đông. Thực tế, khu vực bãi Tư Chính thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam không phải vùng tranh chấp, và hiện nay Việt Nam cũng đang kiểm soát và khai thác dầu khí tại đây. Các yêu sách của Trung Quốc đưa ra là vô căn cứ, bất chấp luật pháp quốc tế và hành động của họ đang vi phạm thô bạo vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. Căn cứ theo Công ước Luật Biển của Liên Hợp Quốc năm 1982, Việt Nam hoàn toàn có quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với khu vực bãi Tư Chính, có căn cứ vững chắc về pháp lý, khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hành động của Trung Quốc trong những ngày qua là hành động cực kỳ nguy hiểm và cũng có thể coi là hành động khiêu khích, làm phức tạp tình hình, gây leo thang xung đột và ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định trên Biển Đông. Trước tình hình trên, phóng viên đã có cuộc trao đổi với các chuyên gia pháp lý xung quanh vấn đề này. Thưa ông, là trong bối cảnh từ nhiều tháng nay là Trung Quốc đã đưa đủ tất cả các loại tàu để xâm nhập khu vực bãi Tư Chính của Việt Nam và xâm phạm quyền chủ quyền của Việt Nam. Vậy trước tình hình như hiện nay thì xin ông cho biết là phía chính phủ Việt Nam đã có những tuyên bố như thế nào trước thế giới và quốc tế đã có những phản hồi như thế nào về vấn đề này? Tính đến nay thì thế là đã hơn 2 tháng rưỡi kể từ cái ngày Trung Quốc đưa các cái loại tàu vào cái khu vực bãi Tư Chính. Thế thì đây là một cái hành vi xâm phạm vào chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam rất là nghiêm trọng. Thế thì trước cái tình hình đó, trong vòng hơn 2 tháng rưỡi qua, chính phủ ta đã thông qua là cái người phát ngôn Bộ Ngoại giao, cho đến nay đã 4 lần ra tuyên bố chính thức để nói với thế giới cũng như nói với nhân dân trong nước về cái hiện trạng Trung Quốc xâm phạm một cách phi pháp cái chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam. Và chúng ta cũng đã kêu gọi thế giới sát cánh cùng Việt Nam trong cuộc đấu tranh bảo vệ cái an ninh, cái quyền tự do hàng hải, tự do đi lại trên biển, bảo vệ cái an ninh khu vực và an ninh thế giới. Cùng với cái việc ra tuyên bố đó thì chúng ta đã có những cái giao thiệp về ngoại giao, đó là nói theo ngôn từ ngoại giao, nhưng thực chất là chúng ta đã có những cái gửi những cái công hàm phản đối đến chính phủ Trung Quốc về cái hành động phi pháp của họ. Thì cũng đã 2 lần người đứng đầu chính phủ chúng ta cũng đã tuyên bố phê phán cái hành động vi phạm này của Trung Quốc trước thế giới. Đấy là chưa nói là cái vị phó thủ tướng kiêm bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh tại cái hội nghị các ngoại trưởng ASEAN ở Bangkok cuối tháng 8 vừa qua thì cũng đã nói rất rõ, gọi là gọi sự vật đúng tên, tức là đã nói là Trung Quốc là cái kẻ đã gây ra cái tình hình căng thẳng, gây ra cái xung đột, tình hình có thể có nguy cơ dẫn đến xung đột ở khu vực bãi Tư Chính. Thì cái này ta cũng đã nói thẳng. Và lần đầu tiên cái hội nghị giữa các bộ trưởng Bộ Ngoại giao của các nước ASEAN cũng ra được một bản tuyên bố bày tỏ cái lo ngại của cộng đồng ASEAN trước cái hành vi đó của Trung Quốc. Có nhiều cái cách diễn đạt để nói cái những cái âm mưu thủ đoạn của Trung Quốc muốn biến cái Biển Đông thành cái ao nhà của mình và muốn chiếm đoạt đến hơn 90% cái diện tích của Biển Đông. Thì không phải đến bây giờ thế giới khu vực mới biết chuyện đó. Bởi vì chúng ta biết rằng trong các năm 2014, 2018 và 2019 thì Trung Quốc 2017, 2018 thì Trung Quốc cũng đã có những hành động tương tự. Nhưng riêng năm nay thì cái hành động này nó kéo dài
có thể tính lấy cái mốc là từ đầu tháng 7, thậm chí là có những cái tin nói là từ tháng 6 đến nay Trung Quốc vi phạm liên tục. Thì phải nói rằng so với các lần trước thì lần này cái hưởng ứng của thế giới nó có vẻ kịp thời hơn, nó mạnh mẽ hơn và nó cũng có xác quyết hơn trên một số cái vấn đề cụ thể. Thì chính phủ Hoa Kỳ thông qua người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã ra một cái tuyên bố, trong đó thì có ủng hộ cái tuyên bố của Việt Nam và lên án cái chính sách của Trung Quốc. Không chỉ Hoa Kỳ mà ngay cả Bộ Ngoại giao Ấn Độ, rồi thì Thủ tướng Úc, rồi thì Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Bộ Ngoại giao một số nước khác, nhất là những cái nước đầu tàu trong EU, đó là Pháp, Anh và Đức, rồi thì cái tuyên bố của bản thân EU như một cái tổ chức độc lập, một cái tổ chức khu vực là quan trọng, thì tất cả những cái tuyên bố đó nó nhiều màu nhiều vẻ, nó có nhiều cái sắc thái, nhưng mà nội dung là cũng tập trung lại ở những cái điểm chính là nghiêm trọng, là nếu Trung Quốc liều lĩnh mà xâm chiếm hay là cưỡng chiếm được một cái điểm nào đó hay là một cái phần nào đó trong khu vực bãi tư chính thì phải nói rằng là Trung Quốc có thể tuyên bố là đã chiếm xong Biển Đông. Cho nên cái bãi tư chính nó có một cái ý nghĩa chiến lược rất quan trọng, không phải chỉ đối với Việt Nam mà đối với an ninh khu vực và thế giới. Thì ASEAN vừa rồi đã ra một cái tuyên bố gọi là ASEAN Outlook on Indo-Pacific, tức là cái quan điểm của ASEAN đối với trật tự Ấn Thái Dương. Thì đây nó là một cái tuyên bố cũng quan trọng, bởi vì Việt Nam và ASEAN lần đầu tiên có một cái tuyên bố chính thức về cái trật tự Indo-Pacific này, và đây chính là cái điểm tựa cho cả ASEAN lẫn Việt Nam để cùng với Mỹ và phương Tây trong vấn đề có cái phối hợp đa dạng, có cái phối hợp đa phương trong vấn đề bảo vệ tự do hàng hải trên biển. Thì tôi nghĩ cái bài học kết hợp dân tộc với kết hợp cái sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại ở đây chính là chỗ chúng ta hưởng ứng được cái tuyên bố của Việt Nam và ASEAN, tức là cái ao lúc đó của Việt Nam ASEAN như thế nào để duy trì cái trật tự trên biển, để chống lại mọi cái hành động phi pháp cưỡng bức ở trên biển. Cái lẽ phải của Việt Nam được thế giới nghe và được thế giới hưởng ứng, cho nên phải nói rằng là cái phản ứng quốc tế vừa rồi là rất thuận lợi cho Việt Nam. Tuy nhiên ở đây nó có một cái vấn đề là cái dư luận quốc tế tốt như thế rồi, thuận lợi như thế rồi, thì bây giờ làm thế nào mà chúng ta phát huy được cái dư luận này? Mà tôi nghĩ đây là một cái sức mạnh mềm rất quan trọng để nó hỗ trợ cho những cái sức mạnh mềm và sức mạnh cứng của Việt Nam. Vâng, thưa ông, xin ông cho biết là trong tình hình Trung Quốc có những hành động mang tính xâm phạm chủ quyền Việt Nam tại bãi tư chính như hiện nay ấy, họ có những hành động dùng lực lượng vũ trang để đe dọa, xâm phạm, áp chế lực lượng của Việt Nam một cách rất là thô bạo. Vậy xin ông đánh giá thế nào về việc này dưới góc độ pháp chế, pháp luật của quốc tế ạ? Trong suốt mấy tháng vừa qua và cho đến những ngày này thì tình hình ở vùng biển bãi tư chính, hay nếu chính xác hơn là phía nam biển đông của chúng ta đây, rất căng thẳng. Mà cái căng thẳng này là do những cái hành động xâm phạm thô bạo quyền chủ quyền của Việt Nam ở các cái vùng biển, thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế, và thậm chí đã có lúc họ vào tận lãnh hải của Việt Nam, tức là cách đường cơ sở của Việt Nam có 11 hải lý thôi. Thế sự việc nghiêm trọng như vậy cho chúng ta thấy là những cái hành vi từ phía Trung Quốc đã bộc lộ hoàn toàn cái dã tâm thôn tính toàn bộ Biển Đông, và đây là một cái bước tiếp theo cái xu hướng thôn tính Biển Đông. Và nguy hiểm hơn nữa, đây là những cái hành vi mang tính chất phá hoại trật tự pháp luật quốc tế trên biển mà quốc tế đã dày công xây dựng và được ghi nhận ở cái công ước luật biển năm 1982, không chỉ gây ra cái hậu quả trực tiếp ảnh hưởng đến chủ quyền
quyền chủ quyền của Việt Nam ở các vùng biển mà theo như lời tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ đấy, là đã xâm phạm đến cái quyền khai thác tài nguyên cũng như quyền chủ quyền của Việt Nam ở vùng đặc quyền kinh tế của mình. Chúng ta là nạn nhân trực tiếp, nhưng xin thưa, quốc tế sẽ là nạn nhân tiếp theo nếu để cho Trung Quốc tiếp diễn những cái hành động phá hoại pháp luật quốc tế, phá hoại luật lệ quốc tế. Bởi Trung Quốc làm được ở Biển Đông, cái hành động này phá hoại trật tự pháp lý quốc tế trên biển, thì ở những vùng biển khác, tôi nói vùng biển Hoa Đông và kể cả sang đến Tây Thái Bình Dương, Trung Quốc cũng sẽ làm được những cái điều tương tự. Cho nên đây là một cái thách thức, một cái nguy cơ lớn trực tiếp đối với Việt Nam, nhưng cần nhận thức rằng đây là một nguy cơ lớn đối với trật tự pháp luật quốc tế trên biển, đối với tất cả các quốc gia trên thế giới. Nhiều chuyên gia luật pháp quốc tế đã lên tiếng rồi, cái vùng mà hiện nay Trung Quốc đang quấy rối ở vùng biển của Việt Nam, ở vùng bãi Tư Chính ấy, thì đấy là cái vùng mà đã được thừa nhận đó là đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Cái sự thừa nhận ở đây đấy, nó có hai cái căn cứ. Căn cứ thứ nhất là Công ước Luật Biển Quốc tế năm 1982. Cái căn cứ thứ hai, việc xác định những vùng biển này là dựa trên cái quyền của Việt Nam được tuyên bố đường cơ sở để tính chiều rộng lãnh hải theo Công ước năm 1982. Cái quyền của quốc gia ven bờ đối với vùng biển của mình tiếp giáp liền với lại cái lãnh thổ đất liền, nó là ưu tiên số 1. Anh muốn có được cái vùng đặc quyền kinh tế thì chỉ có quốc gia ven bờ mới được mở rộng ra phía biển để xác định một cái vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý. Và cũng chỉ có quốc gia ven bờ, cái lục địa hay là cái lãnh thổ đất liền ấy, của quốc gia ven bờ đấy, nó mới tạo nên một cái sự kéo dài tự nhiên của lục địa dưới đáy biển. Đây chính là thềm lục địa. Tôi đố những nhà cầm quyền và các nhà khoa học Trung Quốc chứng minh cho tôi rằng cái lãnh thổ đất liền từ đảo Hải Nam có kéo dài ra được đến xuống tận bãi Tư Chính hay không? 600 hải lý. Họ bảo toàn bộ cái vùng biển nằm trong cái đường lưỡi bò, tức là cái đường chín đoạn này, mà họ đơn phương vạch ra và họ cũng không lý giải được một cách rõ ràng, minh bạch ấy, tọa độ ở đâu, vị trí nào. Nhưng họ chỉ nói câu xanh dờn đó là cái vùng nước mà Trung Quốc có quyền lịch sử từ lâu đời. Như vậy là nói lấy được. Luật biển quốc tế căn cứ vào Công ước năm 1982 không có khái niệm về quyền lịch sử đối với cả một cái vùng biển. Mà cái này thì nhiều chuyên gia của rất nhiều các quốc gia trên thế giới đã phản bác cái luận điểm này, và đặc biệt trong cái phán quyết của tòa trọng tài La Hay cũng đã phản bác cái điều này của Trung Quốc. Cái lập luận thứ hai của Trung Quốc đối với lại vùng biển ở bãi Tư Chính thì họ nói này, họ bảo là họ chiếm được Hoàng Sa của Việt Nam, họ chiếm được Trường Sa các và tôn tạo các cái đá ngầm ở Trường Sa. Sau khi họ hoàn thành cái việc quân sự hóa và tôn tạo các cái đảo bãi đá đó, thì đưa họ thêm một cái lập luận, đó là gì? Mà lập luận này của họ là dựa trên một cái tuyên bố về các vùng biển của họ năm 1996 do ông Chu Ân Lai ký, là gì? Là tất cả các đảo Nam Sa, Tây Sa, họ gọi Hoàng Sa, Trường Sa đấy, là những vùng biển thuộc Trung Quốc và có, đúng không, các cái vùng biển lân cận, chủ quyền của họ mở ra, quyền chủ quyền mở ra. Và họ tiến hành vẽ những đường cơ sở bao bọc quanh cái quần đảo Hoàng Sa, quanh cái quần đảo Trường Sa. Và bây giờ ở bãi Tư Chính thì họ bảo là cái vùng bãi Tư Chính đó là gì? Đặc quyền kinh tế, nó nằm trong đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của những cái bãi đá đảo mà họ đã chiếm một cách phi pháp của Việt Nam, và họ mở rộng ra như vậy. Xin thưa, theo cái luật biển quốc tế năm 1982, những đảo ngoài cùng nhất của các quốc gia quần đảo được lấy làm các điểm để vạch đường cơ sở, và từ đó mới tính, từ đó trở ra biển mới được tính là lãnh hải vùng đặc quyền kinh tế.
Thế chúng ta hỏi Trung Quốc, Hoàng Sa đấy, Trường Sa đấy có một số các đảo bãi đá ngầm đấy. Đấy có phải là quốc gia quần đảo? Đấy là quốc gia gì? Trung Quốc chả có cái tư cách gì ở đó mà áp dụng cái nguyên tắc của quốc gia quần đảo vào những cái bãi cạn và các cái đá mà họ chiếm phi pháp, xong rồi vạch thành những đường cơ sở và mở ra xung quanh và đòi hỏi rằng là những vùng biển xung quanh và kéo xuống cả bãi Tư Chính là thuộc chủ quyền của họ. Như vậy hai cái lập luận của Trung Quốc là hoàn toàn phi lý, bất hợp pháp, nhưng mà nó lại rất là có thể nói là rất là tinh vi, mang tính chất lập lờ đánh lận con đen, mang tính chất là lợi dụng công ước luật biển quốc tế để đánh lừa dư luận. Họ dùng những cái điều khoản nào có lợi cho họ trong công ước luật biển năm 82 để làm căn cứ biện minh cho những cái chính sách bành trướng mà xâm phạm đến chủ quyền các quốc gia khác. Ở đây chúng ta phải thấy là Trung Quốc đã lợi dụng công ước luật biển quốc tế để phá hoại công ước luật biển quốc tế. Đó. Đấy chính là cái luận điệu tuyên truyền và chính sách về chính trị và ngoại giao pháp lý của Trung Quốc. Vậy thì trước tình hình như vậy, đối sách của chúng ta là gì? Đối sách của chúng ta, tôi rất tán đồng cái quan điểm của chính phủ Việt Nam. Chúng ta phải kiên trì xử lý những cái tình huống mà xung đột do Trung Quốc gây ra, xâm phạm nghiêm trọng đến chủ quyền an ninh biển đảo của chúng ta đấy, một cách khôn khéo bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, và quan trọng hơn cả, đúng không, đó là tăng cường cái sự nhận thức và hiểu biết, đúng không, về cái tính chính nghĩa của Việt Nam, cái tính hợp pháp của Việt Nam trước cái vấn đề về vùng biển bãi Tư Chính. Thì đấy là quan điểm lớn của nhà nước chúng ta. Thế còn dưới góc độ các chuyên gia pháp lý thì như thế nào? Ở đây chúng ta thấy rằng là không thiếu các công cụ pháp lý để đấu tranh. Thế còn trong tình hình hiện nay ở bãi Tư Chính thì có một câu chuyện, đó là họ dùng tàu vũ trang đâm va thẳng vào các cái tàu thuyền, không những là của ngư dân chúng ta mà cả của các cơ quan của tàu thuyền của các cơ quan chấp pháp của Việt Nam, mà theo luật biển quốc tế đây là tàu thuyền nhà nước. Anh xâm phạm, anh đâm vào tàu thuyền nhà nước Việt Nam có nghĩa là anh đã xâm phạm vào cái chủ quyền của Việt Nam. Đây chính là những hành vi đe dọa dùng vũ lực, mà theo Hiến chương Liên Hợp Quốc ấy, một trong 7 nguyên tắc cơ bản được ghi nhận ở Hiến chương Liên Hợp Quốc và cũng được coi là các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế đấy, là không được đe dọa dùng vũ lực, sử dụng vũ lực để chống lại cái nền độc lập và chủ quyền cũng như toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia khác. Thế thì trước tình hình đó thì các quốc gia thành viên có quyền gì? Có quyền lưu ý Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về cái tình huống này, và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hoàn toàn có thẩm quyền xem xét việc này. Cái vấn đề chúng ta cần thiết làm và nên làm là gì? Giá như Bộ Ngoại giao Việt Nam lưu ý Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về cái tình hình đe dọa hòa bình và an ninh khu vực trước những hành vi của Trung Quốc bãi Tư Chính, đưa ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, và nếu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chấp nhận ở chương trình nghị sự là xem xét việc này và thảo luận việc này, thì tôi nghĩ đã là một thắng lợi lớn về ngoại giao, thắng lợi lớn rồi. Bởi vì lúc đó đấy, Hội đồng Bảo an thảo luận, cái nội dung thảo luận thôi, nó đã phải xới lên bao nhiêu vấn đề liên quan về những hành vi vi phạm pháp luật quốc tế của Trung Quốc, cũng như đối chiếu với luật biển quốc tế, cũng như nạn nhân là Việt Nam. Thì như vậy, có thể nói nó tạo một cái hiệu ứng dư luận quốc tế rất tốt. Chúng ta chả cần là phải đi đến đích, tức là phải ra được một nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Chúng ta chỉ cần đưa được vào chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an thôi, cũng là tuyệt vời.
một trong những nền tảng đảm bảo cho hòa bình và đảm bảo vững chắc chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông là tập hợp và phát huy tối đa sức mạnh dân tộc. Trao đổi với phóng viên về vấn đề mặt trận lòng dân trong công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia, ông Phạm Ngọc Hùng, chuyên gia kinh tế xã hội nhận định. Chưa bao giờ Trung Quốc thuần hóa được người Việt Nam. Đấy là ý chí quật cường của lòng dân. Không bao giờ có một thế lực nào có thể đè nén được. Vậy thì trong lúc này, để đồng lòng đồng sức cùng với Đảng và Chính phủ, chúng ta hãy kêu gọi lòng yêu nước của người dân. Tất nhiên hiện nay chúng ta có nhiều cách thể hiện lòng yêu nước, nhiều cách thể hiện cái ý chí của người dân. Chúng ta có thể lấy ý kiến người dân bằng các chữ ký gửi lên Liên Hợp Quốc, và cái số người ý chí đó, cái số lượng ý chí đó để công bố cho Trung Quốc biết rằng lòng dân của chúng ta như thế nào đối với cái hành động xâm lấn, xâm phạm lãnh thổ của Trung Quốc. Cũng qua đó để thể hiện sự quyết tâm của người dân đối với chính phủ để bảo vệ từng tấc đất của tổ tiên ông cha để lại. Có như vậy, chúng ta đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, chúng ta tạo một thế trận, gọi là thế trận lòng dân trên biển, thì tôi nghĩ rằng Trung Quốc không thể lấy được một tấc đất, một tấc đảo, một mét lãnh hải, lãnh thổ của chúng ta. Tôi mong muốn các cơ quan truyền thông truyền tải cái ý chí quyết tâm của Đảng, Chính phủ và kêu gọi như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói, hãy khơi dậy lòng dân cùng chính phủ để mà phản đối, để giữ bằng được lãnh thổ của chúng ta. Chúng ta là một dân tộc yêu hòa bình. Chúng ta không muốn chiến tranh bởi vì chúng ta đã gánh vác những cái cuộc chiến tranh nó vô cùng tàn khốc. Chúng ta phải đương đầu với những cái tàn khốc của chiến tranh, hàng triệu người chết. Không ai ở một Việt Nam từ trẻ đến già mong muốn cuộc chiến tranh. Nhưng chúng ta sẽ dùng vũ khí hòa bình, vũ khí của chính nghĩa, vũ khí của sự ủng hộ quốc tế chúng ta, để chúng ta đấu tranh đến cùng. Chúng ta không mong muốn cầm súng, chúng ta không mong muốn nổ súng, nhưng chúng ta sẽ sử dụng tất cả quyền tự vệ của chúng ta trong vấn đề là tự vệ chính đáng, đòi lại, giữ lại bằng được từng mét vuông chủ quyền của chúng ta trên biển.